Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Trần Văn Sơn sinh năm 1961, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ. Ông từng là Bí thư tỉnh ủy Điện Biên, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 nhiệm kỳ 2016 đến 2021 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên. Ông Trần Văn Sơn, dân tộc Kinh, sinh ngày 1 tháng 12 năm 1961 tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông tốt nghiệp đại học xây dựng, ngành kinh tế xây dựng. Ông cũng có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ngày 19 tháng 5 năm 1995, Trần Văn Sơn gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có bằng cao cấp lý luận chính trị. Tháng 10 năm 2015 tại Đại hội Đảng Bộ tỉnh Điện Biên, Khóa 13 nhiệm kỳ 2015 đến 2020, Trần Văn Sơn được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy. Trước đó ông Sơn đã đảm nhiệm các chức vụ: Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Điện Biên. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Ngày 22 tháng 5 Năm 2016, Trần Văn Sơn trúng cử đại biểu Quốc hội Việt Nam, khóa 14 nhiệm kỳ 2016 đến 2021 tại đơn vị bầu cử tỉnh Điện Biên. Sau đó ông được bầu làm trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, khóa 14 tỉnh Điện Biên và ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội khóa 14. Ngày mùng 5 tháng 10 năm 2020, tại quyết định số 1519 trên QĐTTG, Thủ tướng Chính phủ điều động bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Điện Biên, giữ chức phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định điều chỉnh thành viên ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Theo đó, ông Trần Văn Sơn, phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ thay bà Mai Thị Thu Vân, giữ chức phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp. Ngày 13 tháng 12 năm 2020, Đảng ủy Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Đảng ủy khối các cơ quan trung ương về việc chỉ định bí thư Đảng ủy văn phòng chính phủ nhiệm kỳ 2020 đến 2025 đối với ông Trần Văn Sơn, ủy viên trung ương Đảng, phó chủ nhiệm thường trực văn phòng chính phủ. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, ông được bầu làm ủy viên chính thức ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Sáng ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 ông được Quốc hội Việt Nam khóa 14 bầu làm Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ nhiệm kỳ 2016 đến 2021 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 28 tháng 4 năm 2021, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 11 quy DBCSDCP phân công đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ kiêm giữ chức tránh Văn phòng Ban cán sự Đảng Chính phủ. Ngày 4 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 855 trên quy DTTG, bổ nhiệm ông làm Ủy viên Hội đồng thi đua, khen thưởng Trung ương. Sáng ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ một ông được Quốc hội Việt Nam khóa 15 bầu làm Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 đến 2026 theo đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký quyết định số 1438 trên quy DTTG. Bổ nhiệm ông Trần Văn Sơn làm ủy viên ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Cảm ơn quý vị đã xem video, hãy like, ấn nút chia sẻ và đăng ký kênh miễn phí để tiếp tục theo dõi những bản tin mới nhất của chúng tôi nhé.